Xin chào anh em, mình là Hợp. Hôm nay mình có về được một chiếc FC. Chiếc này là một chiếc Moonface khá đẹp và dành cho anh em tay bé. Đây là một mẫu sang trọng thuộc series 7 series, cho nên là chúng ta sẽ có một cái hộp gỗ của FC đi kèm. Và hộp gỗ của FC thì mình cũng đã quay rất là nhiều rồi, cho nên mình sẽ chỉ quay cái hộp trong thôi. Ở phía trong là chiếc FC mà mình muốn giới thiệu đến các bạn. Chiếc này thì sẽ có mã là FC702V3S4. Đây là một chiếc Slimline Manufacturer Moonface, và nó có mạ vàng rose gold plated với độ chống nước 3 ATM, cùng với đó là dây da cá sấu alligator strap, tức là cá sấu Nam Mỹ, rất là chất lượng. Mình sẽ bỏ cái này ra để cùng view cho anh em chiếc đồng hồ này. Với một chiếc thuộc series 7 thì các bạn sẽ có đó là máy in house của FC, và chúng ta sẽ có một cái khóa gập chính hãng, và chiếc này thì cũng không ngoại lệ, nó cũng sẽ có một cái khóa gập này như các bạn đã thấy. Đây chính là chiếc FC mà mình muốn giới thiệu đến anh em, chiếc FC702 này V3S4. Và chiếc này của mình thì sẽ có size là 38.8mm. Với size 38.8mm thì nó sẽ phù hợp với đa phần cổ tay của anh em tại thị trường Việt Nam. Và anh em tay nhỏ thì chúng ta đều có thể sử dụng cái mẫu này. Chiếc này thì chỉ cần tay các bạn khoảng 14-15cm là chúng ta có thể đeo được chiếc này rồi. Tuy nhiên để mà sử dụng cái khóa này thì chúng ta, nếu mà được thì chúng ta nên tay khoảng 15-15.5 là chúng ta đeo là đẹp nhất. Chiếc FC này là thuộc dòng Slimline, cho nên là chúng ta sẽ có những cái đặc điểm nổi bật của dòng Slimline. Có thể kể đến như là bộ kim lá liễu, và chúng ta sẽ có những cái cọc số của chúng ta được làm vạch và nó được làm mỏng. Đây là những cái design đặc trưng ở trên cái dòng Slimline này. Ngoài ra với dòng Slimline thì cái phần thân của chúng ta thì nó cũng còn được vuốt vào trong. Như các bạn thấy ở đây là những cái dòng Slimline, khi các bạn nhìn nghiêng một góc này thì các bạn sẽ thấy nó khá là mỏng. Và đó là do cái design phần thân của chúng ta. Đó, các bạn có thể thấy là phần thân nó được làm vuốt vào. Quay trở lại với chiếc 702. Chiếc này thì chúng ta, như các bạn thấy ở trên mặt dial của chúng ta, cũng có khá nhiều chi tiết cần chú ý. Điểm đầu tiên các bạn có thể chú ý đến đó là ở góc 3 giờ chúng ta có một cái sub dial Moonface. Và sub dial Moonface này có một cái vòng Moonface khá là đẹp với cái màu xanh, được làm giống như màu xanh nung. Và ở trên đó thì chúng ta sẽ có mặt trăng cũng như là các cái ngôi sao biểu tượng để cho cái phần Moonface của chúng ta được đẹp hơn. Đó, các bạn sẽ thấy nó rất là giống với màu nung. Đó. Còn ở bên góc 9 giờ thì các bạn sẽ có một cái sub dial lịch ngày. Và sub dial lịch ngày này hiển thị với 31 ngày với một cái kim của chúng ta là một cái kim cũng là kim xanh. Kim màu ghi, kim này kim nung màu ghi, các bạn có thể thấy màu metal gray. Phần thân của chúng ta thì được làm hoàn toàn bằng thép không gỉ, và sau đó được mạ rose gold plated 10 micron. Một cái gold plate 10, đây là một cái tiêu chuẩn mạ của FC và đã được thể hiện trên rất là nhiều dòng sản phẩm của FC. Như mình nói, vì là dòng Slimline cho nên nó sẽ có những cái đặc điểm nổi bật giống như là mình đã mô tả cho các bạn lúc đầu. Ngoài ra thì các bạn sẽ thấy ở trên chiếc 702 này chúng ta sẽ có một cái vòng phía ngoài chỉ 60 phút được hiển thị bằng những cái vạch nhỏ đó, xen kẽ với những cái cọc số bằng kim loại sáng bóng của chúng ta. Kính trên chiếc này sử dụng là kính sapphire, và nó là kính sapphire lồi nguyên khối với cái độ chống lóa hai mặt, giúp cho chúng ta có một chiếc đồng hồ với cái mặt dial rất là trong trẻo. Mình sẽ quay cận cảnh hơn một chút để cho anh em có thấy độ đẹp của cái mặt dial này. FC làm khá là kỹ, cho nên các bạn có thể thấy là cái từng cái chi tiết trên chất lượng trên cái mặt dial của chiếc FC này được làm rất là tốt. Đó, rất là đẹp. Và kể cả Moonface màu xanh nữa, cực kỳ tuyệt vời. Đó, các bạn có thể thấy khi mình quay. Ở phía sau thì khi mình bỏ ra thì các bạn sẽ thấy ngay đó là một cái bộ máy FC702. Bộ máy FC702 này thì được làm base trên máy FC700, là mẫu máy FC in-house đầu tiên của FC. Và mẫu máy này của chúng ta thì vẫn giữ những truyền thống với cái thông số rất là nổi bật, đó là 26 chân kính, 28.800 tần số động, và các bạn sẽ có khoảng 42 giờ tích cót. Bộ máy in-house của FC được finish khá là đẹp với những cái phần bridge ở dưới của chúng ta được làm những cái đường vân xoáy Geneva, và chúng ta có những cái đường vân vẩy cá nữa. Cùng với đó là cái cổ văng của chúng ta thì được làm skeleton với cái phần logo Freke Constant Manufacturer được ghi ở đây. Và củ văng của chúng ta được mạ vàng màu rose gold khá là giống với cái phần thân của chúng ta. Ngoài ra thì trên chiếc này thì trong bộ máy thì những cái ốc ở phía dưới thì được trang trí với cái màu xanh cũng khá là đẹp. Ở mặt sau thì các bạn sẽ thấy những thông tin khác như là Freke Constant này, Moonface này, Manufacturer.
Ý nói chiếc này có bùn phay và được sản xuất là in-house. Và chúng ta có serial number, độ chống nước 3 ATM và mã này là mã khung của sản phẩm. Tức là với cái dòng FC 701, 702, 703 thì nó sẽ sử dụng một cái khung này chung, và đây là cái mã khung của sản phẩm thôi các bạn nhé. Phần lắc ở trên chiếc này được làm khá là cụt và do đó thì tay các bạn không cần phải to để có thể đeo. Đó, các bạn có thể thấy phần lắc khá là cụt. Chiếc này có size 38.8mm thì cái phần lắc tu lắc này của nó chỉ khoảng tầm 45-46 thôi. Khoảng 44-46 thôi, rất là nhỏ nhắn và xinh xắn. Với chiếc này thì các bạn sẽ đi có một cái sợi dây da cá sấu đi kèm, và sợi dây da cá sấu này như mình nói ban đầu, đó là sợi dây da cá sấu Nam Mỹ Alligator. Và điều này được thể hiện rất là rõ ở phía mặt sau. Các bạn có thể thấy cái dòng chữ Alligator này, Fatman nó tương tự như là handmade. Còn phía bên này là logo của FC. Đó. Đi kèm với nó là một cái khóa gập. Và như các bạn thấy ở đây là cái khóa gập của chúng ta được làm khá đẹp với size 16. Đây là một cái khóa gập nhỏ và nó phù hợp với cái size này của đồng hồ. Và khóa gập này có cái phần khóa gập được làm rất là mảnh mai, và cái logo hình khiên của FC ở phía trên. Chiếc FC 702 V3S4 này các bạn có thể search mã đó và các bạn sẽ thấy là ở Việt Nam đang bán khá là chát. Với cái mức giá có thể tùy từng shop được khuyến mại có thể lên đến tầm trên dưới 80 triệu gì đó với một cái mẫu này. Còn với đây là một mẫu mới ra mắt năm 2018 cho nên khả năng nó còn đắt hơn, có thể là 80 đến 90 triệu. Còn với ICS thì mua được chiếc này săn sale tại đại lý nước ngoài và có mức giá rất là tốt để cho anh em có thể tham khảo và mua. Hiện tại thì ICS bán với chiếc này với giá khoảng 42 đến 43 triệu gì đó. Nếu như anh em có nhu cầu có thể qua bên mình để thử trên tay cũng như là để mua sản phẩm. Cảm ơn em rất là nhiều đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.